Vâng, hôm nay chúng tôi đang test máy phun xương cao áp cùng bình xịt điện ắc quy tại vườn sầu riêng và vườn chuối. Đây là một dòng siêu phẩm mới phục vụ cho ngành phun thuốc, sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bà con một cách tối ưu nhất, thay thế cho bình xịt phun thuốc động cơ xăng, vừa tốn nguyên liệu và sử dụng trong thời gian dài sẽ hư hao và hỏng hóc rất là cao. Với bình xịt điện kết hợp súng phun xương cao áp thì cách thức vận hành trở nên rất đơn giản và dễ dàng với kể cả phụ nữ cũng như những người cao tuổi, rất dễ sử dụng. Bà con có thể nhìn thấy là cái hệ thống phun xương và độ mịn của nó rất là tuyệt vời, độ khuếch tán cao từ 3 đến 5 mét.